Phùng Ngọc Huy có thực sự bạc bẽo, đối xử tàn tệ với Mai Phương và con gái. Nếu thực sự nghĩ cho La Vi, xin đừng công kích cha ruột của bé. Nếu thực sự nghĩ cho Mai Phương, đừng lấy đi điểm tựa tinh thần ít ỏi hiện tại của cô. Bên cạnh vô số tình cảm, sự ủng hộ dành cho Mai Phương, không ít cư dân mạng còn thể hiện sự bênh vực với cô theo một cách khác. Chỉ trích tấn công Phùng Ngọc Huy, chàng ca sĩ từng gắn bó với cô một thời gian dài và có cùng nhau một đứa con chung. Vẫn biết cách cư xử đó của đám đông có thể lý giải phần nào dưới góc độ cảm tính của con người, nhất là khi họ chứng kiến cảnh ngộ éo le của cô gái mong manh đó. Nhưng tấn công cha của con gái Mai Phương liệu có phải là giải pháp tốt nhất lúc này? Những người đang lên đồng chỉ trích kia có biết gì về Phùng Ngọc Huy? Phùng Ngọc Huy không phải là một cái tên quen thuộc trong showbiz, anh hiện đang sinh sống và lập nghiệp tại nước ngoài. Ngay cả giới phóng viên giải trí rành rẽ mọi ngóc cách trong showbiz cũng không có nhiều hiểu biết về anh, thì sợ rằng những khán giả chỉ theo dõi tình hình qua Facebook khó lòng nắm bắt được trung thực câu chuyện giữa anh và cô diễn viên tội nghiệp. Phần lớn thông tin về Phùng Ngọc Huy chỉ được người ta biết tới gần đây, khi thông tin về bệnh tình của Mai Phương được hé lộ, và rất tiếc phần lớn thông tin về chàng ca sĩ đó đều không chính xác. Nhưng những thông tin kiểu đồn đại đó lại được người ta dùng làm cơ sở để công kích, rủa xả Phùng Ngọc Huy như một cách để thỏa mãn sự cảm tính của mình, chứ không hẳn bênh vực Mai Phương. Đơn cử như thông tin Phùng Ngọc Huy bỏ bê con gái, không nhận con, đối xử tệ bạc với mẹ con Mai Phương, từng xuất hiện trên những trang mạng buôn chuyện, đã làm dấy lên vô số lời xúc phạm móc mỉa tới chàng ca sĩ trẻ. Tấm ảnh Phùng Ngọc Huy sánh vai cùng mẹ con Mai Phương đủ sức đập tan mọi tin đồn bị đặt, nhưng nó lại không thể đánh bại thứ cảm tính xấu xí của đám đông. Bất chấp tấm ảnh Phùng Ngọc Huy bế con gái sánh vai cùng Mai Phương tại sinh nhật con đủ chứng minh rất nhiều điều, nhưng đám đông không hề để ý. Ngay cả khi Mai Phương đích thân khẳng định Phùng Ngọc Huy có trách nhiệm với con, đám đông cũng chẳng muốn tin. Thậm chí những người thân thiết yêu quý Mai Phương cũng phải lên tiếng thanh minh hộ Phùng Ngọc Huy rằng anh chưa đủ giấy tờ điều kiện để về nước thăm cô. Những lời chửi rủa xúc phạm vẫn không vì thế mà ngưng lại. Những kẻ công kích Phùng Ngọc Huy có thực sự vì nghĩ cho Mai Phương? Tôi sợ là không. Câu chuyện của Mai Phương xúc động thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Nhưng có ai nghĩ tới chuyện ngày nào đó nó sẽ lắng xuống và rơi vào quên lãng, hệt như bao vụ ồn ào khác của làng giải trí? Và tới thời điểm đó, có ai trong số những kẻ đang hùng hổ chửi bới, công kích Ngọc Huy kia nhớ rằng mình đã lên tiếng vì bênh vực cô bé La Vi cùng mẹ hay không? Hoặc làm gì đó tích cực cho cô bé con mới chỉ có vài tuổi? Hay phủi tay và hồn nhiên đi công kích dạo những trường hợp họ cho là đáng trừng trị trên Internet? Cứ nhớ rằng chỗ dựa đảm bảo nhất của cô con gái là người cha ruột của cô, chứ không phải là đám đông hay những cái nickname vô trách nhiệm. Phùng Ngọc Huy là người cha tốt hay xấu, điều đó chính người phụ nữ từng gắn bó với cô và những người thân của cô hiểu rõ hơn đám đông đầy cảm tính. Thời điểm hiện tại, chỗ dựa vẫn chắc cho cô bé La Vi và cha ruột của cô, chứ không phải đám đông nào hết cả. Nếu anh ta thực sự vô trách nhiệm và tệ bạc, liệu Mai Phương và những người bạn thân thiết của cô có ra sức thanh minh, bảo vệ hay không? Nếu phủ phàng từ bỏ con, liệu chàng ca sĩ trẻ đang trên đường tạo dựng tên tuổi kia có dám công khai nhận con, bế con và đứng trước vô số ống kính, ánh đèn? Sự thật đó không hề khó hiểu, chỉ là rất nhiều người không muốn hiểu. Mai Phương đang ở trong tình trạng nguy kịch và tương lai của bé La Vi phụ thuộc rất nhiều vào Phùng Ngọc Huy. Nếu thực sự nghĩ cho mẹ con Mai Phương, sẽ không một người chín chắn nào nỡ xé rộng khoảng cách giữa cô bé La Vi và cha ruột của mình. Thay vì công kích, lên án, chặn mọi nẻo đường trở về của Phùng Ngọc Huy một cách phong trào, người ta có thể làm nhiều điều ý nghĩa hơn. Như cho Mai Phương một niềm tin rằng con gái cô vẫn còn có cha, cho cô bé La Vi một điểm tựa ruột thịt vững vàng khi còn quá nhỏ. Những điều đó nhân văn hơn, ý nghĩa hơn và chắc chắn sẽ làm nhiều người hạnh phúc hơn việc hùa nhau tấn công một ông bố trẻ đang bối rối. Sức mạnh của đám đông luôn rất phi thường, nó có thể cứu sống cuộc đời một con người, thắp sáng hy vọng cho cả một gia đình nếu có thể dùng đúng cách. Cát Tường vào viện thăm và tiết lộ tình hình sức khỏe của Mai Phương, tôi kể chuyện mà nó cười toe toét. Hôm qua 20 tháng 8, diễn viên Cát Tường đã vào bệnh viện để thăm Mai Phương đang điều trị ung thư phổi. Cách đây ít giờ, diễn viên Cát Tường đã chia sẻ tình hình sức khỏe của diễn viên Mai Phương trên trang cá nhân của mình. Đã trực tiếp thăm Phương, em vẫn khỏe, hơi ốm tí thôi. Tôi kể chuyện mà nó cứ cười toe toét. Tôi kêu cười vừa vừa thôi, cười quá mà gãy xương, đừng đổ thừa chị nha, bác sĩ không cho em đi lại. Nói một hồi nó buồn ngủ, mắt mở hết lên nên tôi về, lát Phương còn đi xạ trị, mau hết bệnh em nha. Bà con bạn bè thăm đông quá, giờ Phương ngủ nên bác sĩ không cho, phải hạn chế để Phương nghỉ ngơi. Tiền các mạnh thường quân Tường đã giao từng tay Phương, Tường sẽ nhắn trực tiếp cho từng người nha. Ngại Phương không muốn đăng hình lên đây. Cảm ơn rất nhiều những tấm lòng. Mấy ngày hôm nay biết tin diễn viên Mai Phương bị ung thư phổi, đang điều trị ở bệnh viện, nhiều sao Việt đã kêu gọi ủng hộ và đến thăm. Vừa qua ngày 19 tháng 8, Phan Thị Mơ đã đến thăm Mai Phương và chia sẻ, Mai Phương, cô gái nhỏ nhắn mạnh mẽ, tới thăm chị luôn nở nụ cười với mọi người, vẫn xinh đẹp. Mẹ chị nói hôm nay chị không ăn được nhiều, chị có tí cháo, phải xạ chị rồi, đau cả người, cần nghỉ ngơi, nên 9h30 tối bác sĩ không cho vào thăm nữa. Thời điểm này cái gì là quan trọng nhất đối với chị, đó là sức mạnh tinh thần, chị ơi mạnh mẽ hơn nữa nhé. Cầu mong tất cả phép màu sẽ đến với cô gái nhỏ nhắn ít đau hơn, khỏe mạnh trở lại. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng vào thăm Mai Phương và cho rằng chưa thấy người bệnh nào mạnh mẽ và lạc quan như em, nên anh vẫn tin em vượt qua và khỏe lại. Nhạc sĩ nhật ký của mẹ cho biết Mai Phương đang đối diện với chứng mụn xương, đây cũng là một trong những biến chứng của ung thư phổi. Phác đồ điều trị của bác sĩ bây giờ là bảo toàn và chữa trị xương cho Mai Phương, sau đó cô ấy đủ sức khỏe, bác sĩ mới có phác đồ điều trị thích hợp, nhạc sĩ xót xa nói. Nghệ sĩ Hồng Vân cũng viết trên trang cá nhân, tới thời điểm này con đau buốt toàn thân, thậm chí mỗi lần tới cơn ho, con cũng không thể ho mạnh, vì xương của con giờ rất giòn dễ gãy, nhưng con không hề than thở, bởi con rất kiên cường đối mặt với căn bệnh. Trường Giang chính thức lên tiếng về đám cưới tháng 9 với Nhã Phương. Những chia sẻ đầu tiên của Trường Giang về thông tin đám cưới với Nhã Phương đã thu hút sự chú ý từ công chúng. Sau khi đại diện Nhã Phương và đích thân nữ diễn viên thông báo sẽ tổ chức lễ đính hôn với Trường Giang vào tháng 8, lễ cưới vào tháng 9 tới. Đến tối muộn cùng ngày, nam diễn viên hài xứ Quảng mới có những chia sẻ đầu tiên về sự việc quan trọng này. Trên trang cá nhân, Trường Giang đăng tải bức ảnh chụp cùng Nhã Phương kèm dòng trạng thái khá ngắn gọn. Đúng như Nhã Phương đã chia sẻ hôm nay, sau thời gian dài chuẩn bị, được sự đồng ý của hai gia đình, trong tháng 8 này chúng tôi sẽ làm lễ đính hôn. Đám cưới sẽ diễn ra trong tháng 9. Trường Giang và Nhã Phương mong nhận được sự chúc phúc của tất cả mọi người. Chia sẻ này của Trường Giang mau chóng nhận được sự quan tâm lớn từ dân mạng. Bởi trước đó, khi phía Nhã Phương thông báo về hôn lễ vào tháng 9 tới, Trường Giang hoàn toàn giữ thái độ im lặng và không có bất cứ câu trả lời nào với truyền thông. Tuy nhiên, với lời xác nhận hiện tại của nam diễn viên hài xứ Quảng, khán giả đã có thể tin tưởng về thông tin cặp đôi sẽ về chung một nhà trong thời gian không xa. Mẹ diễn viên Mai Phương, khi ở một mình tôi mới rơi nước mắt. Hiện tại mẹ diễn viên Mai Phương vẫn giữ tinh thần lạc quan để chăm sóc con. Những ngày qua, thông tin diễn viên Mai Phương bị ung thư phổi và phải nhập viện điều trị nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Theo ghi nhận trực tiếp của phóng viên, sáng 20 tháng 8, nữ diễn viên sinh năm 1985 vẫn đang nằm điều trị tại khoa chuyên về phổi bệnh viện 175 quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Gặp gỡ mẹ ruột Mai Phương, bà từ chối tiết lộ bệnh tình hiện tại của con gái, nhưng vẫn hy vọng giới truyền thông sẽ cập nhật thông tin chính xác nhất, tránh làm ảnh hưởng đến tâm lý của nữ diễn viên. Trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi, người phụ nữ mạnh mẽ đã ngoài tuổi ngũ tuần kể rằng, ngày xưa khi mang bầu, khi nhập viện, bà phải chờ đẻ thêm mất 12 ngày. Chào đời với hình hài khá già dặn, sau này Mai Phương cũng là người tự lập, luôn cố gắng trong công việc và cuộc sống. Có thời điểm bà thấy con gái đi làm vất vả nên động viên khuyên ngăn. Nhiều lúc mẹ con xảy ra tranh cãi, chỉ vì Mai Phương ăn uống không được nhiều, lại thích giữ eo sợ mập. Khi có các nghệ sĩ và người đại diện đồng nghiệp của Mai Phương đến thăm, mẹ cô vui vẻ tiếp đón trò chuyện. Tâm sự với người đại diện của Quách Ngọc Ngoan, Phượng Chanel đến trao quà ủng hộ, mẹ Mai Phương nói. Sự việc xảy ra tôi không suy nghĩ nhiều, tôi chỉ cảm giác như con mình ốm đau bình thường. Khi nở một mình tôi mới rơi nước mắt. Khóc không phải vì buồn mà tủi thân, vì suy nghĩ mình chỉ có một đứa con duy nhất mà nó lại bị như vậy. Tôi cũng rất xúc động với tình cảm mà đồng nghiệp khán giả dành cho Mai Phương. Vị sư cô, người trực tiếp chăm sóc vợ cạnh Mai Phương vào buổi sáng đầu tuần cho biết, tình hình sức khỏe của cô diễn viên cỏ dại đang tiến triển tốt hơn. Dù đang phải truyền nước, nhưng Mai Phương vẫn có thể trò chuyện được với mọi người. Về lịch trình điều trị, Mai Phương phải ở bệnh viện trong vài ngày để các y bác sĩ theo dõi, đưa ra kết quả chính xác nhất. Các bác sĩ ở đây rất tốt với Phương và xem cô ấy như người nhà nên mọi người cứ yên tâm, sư thầy nói thêm. Hiện tại nằm chung phòng với diễn viên Mai Phương, còn có bệnh nhân khác. Người nhà cô kể rằng việc quá nhiều người vào thăm hỏi ngày 19 tháng 8 cũng ít nhiều làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Để tránh sự chú ý, hiện căn phòng Mai Phương nằm điều trị đang được tạm dán giấy báo phía bên ngoài và hạn chế người ra vào. Cũng trong sáng qua, diễn viên Khánh Ngọc, ca sĩ Tân Khánh đã sắp xếp thời gian đến gặp gỡ đồng nghiệp thân thiết. Khánh Ngọc kể rằng bà mẹ một con vẫn giữ được ngoại hình xinh đẹp, tinh thần lạc quan đáng khâm phục. Mẹ Mai Phương nhận sự giúp đỡ của đại diện diễn viên Quách Ngọc Ngoan, Phượng Chanel. Căn phòng Mai Phương nằm điều trị đang được dán giấy báo ở ngoài và hạn chế người ra vào.